Chào các con, cô Hoàng Vân vui mừng chào đón các con đến với bài học tiếp theo trang số 23. Ở bài học này chúng ta sẽ học bài The Pipers Are Coming và chúng mình sẽ luyện cả hai tay khóa son và khóa pha. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc với phần nốt của khóa son. Nhịp 4-4 chúng ta sẽ giống như những bài học cũ, chúng ta sẽ đếm đều 4 phách trước, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đọc nốt. Thế thì trước khi đọc nốt bản nhạc này thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con trước một chút để nhắc lại cho các con nhớ móc đơn. Thì chúng ta sẽ có hai nốt móc đơn, một phách, đúng không? Thế thì ví dụ mình sẽ đập một phách như thế này, chúng ta sẽ cần đọc hai nốt đều. Ví dụ khu vực này cô sẽ đọc như sau này: Fa mi re do son. Đó, chỗ đấy cô sẽ đọc nhanh như vậy. Và bài này thì có sự xuất hiện của nốt đơn, nốt trắng, nốt đen và không có nốt tròn, đúng không? Ở phần tay phải. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhé. Mình sẽ bắt đầu này. 1, 2, 3, 4. Son, fa, mi, re, do, son. Fa, mi, re, do, mi, fa, son. Fa, mi, re, son, mi, do, son. Fa, mi, re, do, son. Fa, mi, re, do, mi, fa, son. Fa, mi, re, son, do. Đó là phần nốt nhạc của khóa son. Các nốt nhạc này thì chúng mình đã được học ở rất nhiều các bài học trước rồi. Bây giờ thì tiếp theo chúng ta sẽ đọc nốt nhạc ở khóa pha nhé. Khóa pha, các con có thể quan sát thấy trong bản nhạc này có rất nhiều các hợp âm giống nhau. Các hợp âm này có hai nốt nhạc là nốt đô và nốt son. Thế thì khi nốt nhạc được viết chồng lên nhau như thế này thì chúng ta sẽ hạ tay cùng một lúc để hai âm thanh cùng vang lên một lúc với nhau nhé. Thì chỗ này có nốt đô và son, nhịp 4 phách và tiếp tục đô son. Cứ như vậy cho đến hết bài. Mỗi hợp âm chúng ta sẽ ngân dài 4 phách. Sau đây thì các con nhìn cô làm mẫu ở trên đàn nhé. Sau đây cô sẽ làm mẫu bản nhạc The Pipers Are Coming với tay phải trước nhé. Khóa son thì chúng ta sẽ đặt ở vị trí đô trung tâm này. Và tay phải chúng ta khum ngón đầu tiên là nốt son, chúng ta sẽ chơi ngón số 5 nhé. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và cô làm 1, 2, 3, 4. Son 2, fa, mi, re, đô, son. Còn tay trái thì chúng ta sẽ đặt ở vị trí thấp hơn đô trung tâm một quãng. Ngón đầu tiên là phím đô, ngón 5 và ngón thứ hai là nốt son, ngón 1. Đó, chúng ta nhìn thấy hợp âm đúng không? Thì các con sẽ chơi hai nốt này cùng một lúc với nhau. Như sau này. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Là bản nhạc này có 8 lần hợp âm đô son chơi cùng một lúc, đúng không? Ở tay trái ấy. Và sau đây cô sẽ ghép hai tay cho các con nhìn nhé.
Chúng ta sẽ đặt hai tay ở vị trí tay phải đô trung tâm và tay trái thấp hơn vị trí đô trung tâm này. Tay khum chúng ta sẽ thả lỏng và chúng ta chơi này. 1, 2, 3, 4. Sang hai, fa mi re đô sang. Đây là bài nhạc mà chơi hai tay khóa son và khóa pha cùng một lúc. Sau đây thì cô Vân sẽ chơi cùng với nhạc beat chậm nhé. Ba bốn một hai ba bốn. Với nhạc nhanh nhé các con. Hai ba bốn một hai ba bốn. Dẫn xong cho các con bài trang số 23 rồi. Các con cùng luyện tập bản nhạc này nhé. Chào tạm biệt các con.